Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay mình đang đứng trên bãi biển của Redondo Beach. Mình đưa mọi người đi tham quan biển Redondo Beach nhé. Đồng thời mình cũng có một số tin tức mình muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn. Và bây giờ mình mời các anh chị và các bạn vừa ngắm cảnh vừa nghe tin tức nhé. Cảnh biển ở đây đẹp quá các anh chị và các bạn. Mình đang đứng trên phố, trên con đường đi bộ dọc theo bãi biển. Các bạn nhìn xa xa phía dưới kia là bãi biển. Nhưng muốn xuống dưới bãi biển thì phải đi xuống cầu thang để xuống dưới đó. Vì đó xuống đó cũng hơi xa. Mình đứng trên này ngắm cảnh và hứng gió biển cũng được rồi. Gió rất là mát và không khí rất là trong lành ở đây. Bản tin đầu tiên mình muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn là 4 tiệm Costco ở miền Bắc California đã báo cáo có 31 nhân viên nhiễm COVID-19. Cơ quan y tế cộng đồng ở Santa Clara County, trong vùng của miền Bắc California, hiện đang điều tra một chuỗi các trường hợp bị nhiễm COVID-19 tại 4 tiệm Costco trong khu vực này. Tiệm Costco ở thành phố Gilroy báo cáo có 6 trường hợp bệnh trong thời gian từ 24 tây tháng 7 tới 30 tây tháng 7. Một tiệm ở Mountain View báo cáo có 4 trường hợp nhiễm bệnh từ ngày 15 tháng 7 tới 29 tây tháng 7. Tiệm ở San Jose trên đường Center Road báo cáo 8 ca nhiễm trong thời gian từ ngày 17 tháng 7 tới 22 tây tháng 7. Tiệm ở Sunnyvale báo cáo có 13 trường hợp bị nhiễm bệnh trong thời gian từ 23 tháng 7 tới 26 tây tháng 7. Cả 4 tiệm này vẫn tiếp tục mở cửa. Theo bản thông cáo của Sở Y tế Cộng đồng Santa Clara County, thì kết quả điều tra sơ khởi cho thấy Costco tuân hành tất cả các biện pháp an toàn cũng như về giữ khoảng cách. Nhiều trường hợp trong số này được thấy là do lây nhiễm trong cộng đồng và nhiều phần là không do lây lan giữa các nhân viên Costco. Cơ quan y tế Santa Clara nói rằng họ đang cùng với Costco tìm cách tìm kiếm xem những ai đã từng tiếp xúc với các nhân viên này và cùng để bảo đảm các biện pháp tẩy trùng và thử nghiệm được thi hành. Giới hữu trách nói rằng không có tiệm Costco nào khác trong quận hạt này báo cáo các vụ lây nhiễm. Công ty Costco qua trang mạng của mình nói rằng họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở các tiệm và tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan y tế cộng đồng. Công ty Costco đòi hỏi tất cả nhân viên cũng như khách hàng phải đeo khẩu trang khi bước vào tiệm. Ở tiểu bang California, các nhà lập pháp California đang cân nhắc trợ cấp tiền thất nghiệp thêm 600 đồng một tuần cho người dân. Nếu như mà liên bang không gia hạn khoản trợ cấp này, số tiền 600 mà liên bang cho thêm thì hết hạn vào 31 tây tháng 7 này. Quốc hội Mỹ thì hiện đang tranh luận về dự luật trợ cấp mới chống COVID-19, trong đó bao gồm tấm ngân phiếu 1.200 lần thứ nhì cho phần lớn người dân. Hiện giờ, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa vẫn còn bất đồng về nhiều khoản khác trong dự luật, như trợ cấp thất nghiệp. Nếu như dự luật không được thông qua, cư dân California thất nghiệp chỉ nhận được trung bình 340 đồng một tuần của tiểu bang để mà sinh sống. Vì vậy, tiểu bang California này dự tính tự lo liệu. Dân biểu Phil Tiền, ông này là người bên đảng Dân Chủ. Ông đang bàn kế hoạch này với một nhóm nhà lập pháp, thừa nhận rất nhiều cư dân đang dựa vào số tiền đó để mà trả tiền nhà và mua thức ăn. Ông nói, tôi nghĩ tiểu bang phải làm mọi cách trong khả năng để giúp họ trả bill. Một trong những cách để California thực hiện kế hoạch này là vay tiền tỷ qua hình thức phát voucher, đóng thuế trước. Dựa theo cách này thì cư dân California chủ yếu là người giàu có sẽ được giảm thuế nếu đóng thuế năm 2024 trước. Hiện giờ là chưa rõ được giảm là bao nhiêu. Làm theo cách này sẽ cho tiểu bang khoảng thời gian 3 năm để phục hồi. Đến lúc đó thì khả năng tài chính của tiểu bang đủ mạnh để chịu được mất mát doanh thu theo dự trù. Từ tháng 3 đến nay, Sở Trợ cấp Thất nghiệp EDD của California giải quyết tổng cộng 9 triệu 3 đơn khai thất nghiệp. Khoảng 7 triệu 1 trong số đó là bảo hiểm thất nghiệp bình thường của tiểu bang.
Bác sĩ Anthony Fauci là chuyên gia đứng hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ. Ông vừa nêu mối quan ngại về tính an toàn của vaccine COVID-19 đang được Trung Quốc và Nga phát triển. Hiện nay, nhiều công ty Trung Quốc đang đi đầu trong cuộc chạy đua phát triển vaccine toàn cầu. Còn Nga thì họ cho biết là họ hy vọng sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vaccine vào việc sử dụng cộng đồng, với mục tiêu là vào tháng 9 tới này đây. Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 31 tây tháng 7, bác sĩ Anthony Fauci nhận được câu hỏi rằng liệu Mỹ có thể sử dụng vaccine của Trung Quốc và Nga nếu họ tung ra thị trường trước hay không. Ông Fauci trả lời là điều đó khó có thể xảy ra. Ông nói, tôi hy vọng rằng Trung Quốc và Nga thực sự thử nghiệm vaccine trước khi họ cung cấp cho bất kỳ ai. Tuyên bố vaccine đã sẵn sàng để tung ra thị trường trước khi thử nghiệm, tôi nghĩ điều đó có vấn đề. Ông nói thêm, chúng ta đang tiến rất nhanh. Tôi không tin sẽ có vaccine hoàn thành trước chúng ta và chúng ta phải phụ thuộc vào nước khác để nhận được vaccine. Vào tháng trước, báo chí Trung Quốc đã đưa tin một loại vaccine do hãng CanSino Biology điều chế đang được dùng để tiêm cho quân đội của họ. Đây là vaccine đầu tiên được cấp phép sử dụng trên người, dù mới chỉ ở quy mô dân số hạn chế. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học đã nêu quan ngại về đạo đức y khoa vì vaccine chưa trải nghiệm qua giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Hai công ty Trung Quốc khác là Sinovac và Sinopharm đã triển khai giai đoạn thử nghiệm cuối cùng ở Brazil và UAE. Trung Quốc là nước đầu tiên có dịch COVID-19 và cũng đã khống chế gần như hoàn toàn. Trung Quốc giờ phải tiến hành thử nghiệm vaccine ở nước khác để có đủ số người tham gia. Các cuộc thử nghiệm ở Brazil và UAE sẽ được theo dõi sát sao vì Trung Quốc từng có nhiều vụ bê bối liên quan đến vaccine và y tế. Vào năm 2018, hơn 200.000 trẻ em được tiêm vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván giả, khiến một số trẻ em bị liệt. Còn Nga, quốc gia từng đi đầu thế giới về điều chế vaccine trong thời kỳ Liên Xô, họ đang có kế hoạch tung ra hai loại vaccine COVID-19 vào tháng 9 và tháng 10 tới đây. Nga chưa công bố số liệu khoa học nào để chứng minh tính an toàn và hiệu quả của hai loại vaccine này. Ba loại vaccine COVID-19 của phương Tây đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Một loại là sản phẩm của hãng công nghệ sinh học Mỹ Moderna và Viện Y tế Quốc gia. Một loại là của Đại học Oxford và hãng dược Anh AstraZeneca. Loại cuối cùng là hãng dược của Đức BioNTech và hãng dược Mỹ Pfizer. Bác sĩ Anthony Fauci rất tự tin và lạc quan về loại thuốc COVID-19 sắp sửa ra mắt thị trường. Đó là những tin ngày hôm nay mình ghi nhận được, mình muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn ngày hôm nay. Bây giờ mình xin tạm dừng cái video này tại đây. Chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã luôn quan tâm và theo dõi. Chúc các anh chị và các bạn luôn được khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye!